Đấy, xay dĩa này này nhá. Vâng, còn cái này củ cải sắn và củ cải đỏ này thì mình bào sợi ra cho em. Vâng, còn cái loại hành ná này thì mình cắt khúc từ 2 đến 3 cm ra. Vâng, loại thay cho vị thì ngọt ấy thì mình lấy không có lấy bằng đường hay là mấy chính gì đâu nhá. Mình thay vào đó là mình lấy từ quả lê hay quả táo. Mình cứ gọt vỏ rồi bỏ hạt ở bên trong thì xay dĩa ra như thế này nhá. Và vị ngọt đã có rồi thì bạn thì ta lấy cái nước mắm này, ở con cá cơm ở bên Việt Nam này mình cũng có. Và cái củ đỏ đỏ thì ta lấy từ ớt bột này nhá. Và nguyên liệu để chuẩn bị sẵn sàng rồi thì ta để trong vòng 1 tiếng thì nó được đặt sền như thế này. Và một thành phẩm nữa không thể thiếu thì là trong kimchi, là thành phần dinh dưỡng rất là quan trọng đối với người Hàn ấy, thì củ sâm này thì không thể thiếu là trong cuộc sống của họ. Họ thường là cho 1 đến 2 củ vào, còn nếu ở bên Việt Nam này mình có sâm tươi thì cho 1 củ vào 2 thìa cà phê sau không sao này mình nhá. Và nguyên liệu thì để sẵn như thế này rồi thì mình làm thôi. Và cái cách làm này rất là đơn giản. Nhà mình chú ý, lưu ý giúp em này, em nhìn này, em sẽ làm này. Và bây giờ thì em đặt cái má cải để xuống đĩa này, mình đánh một chút gia vị như thế này, mình sẽ đều ra. Sẽ đều từ bên sau má cải, sau đấy ra ngoài lá cải nhá. Mình sẽ như thế này này. Vâng. Rồi sau đó là mình cầm lên, mình vuốt cái phần còn lại sau nó chảy xuống. Và sau đó là mình chưa cái áo bên ngoài để ra. Nguyên liệu còn sót lại ấy, thì mình cho vào cải. Sau đó là mình để bên trong lòng lá cải như thế này. Mình gập đôi cải lá, cái cải nó có dài. Và mình gập đôi như thế này. Sau đó mình lấy cái áo bên dưới này, mình quấn quanh cải, sọ cải được đẹp mắt hơn. Cũng có nghĩa là gia vị được thẩm thấu đều hơn như thế này nhà mình này. Và cái cách cuối cùng là mình tháo đầu tay. Thì rất là đơn giản thôi. Mình cầm có hai đầu ngón tay, sau đó là mình nắm và di chuyển sang một bên như thế này. Dùng hai ngón tay bên trái này, mình đồng ngừa ra. Và hai bao thành một rất là sạch sẽ để mà mình và xin mời bắt đầu. Cô quay lại đi cô. Đúng rồi, mẹ lại cô. Con lấy được một chút rau vị rồi, con lại cái cải xuống đĩa. Sau đó là con chiếc chiếc từ trong ngá cải ra ngoài. Đúng rồi. Chiếc nhiều chiếc mảnh mặt, chiếc bằng mặt thôi. Được rồi. Ôi, Suka, Suka lồng cái cổ tay vào không là tay áo. Đúng rồi, chú ý tay áo. Bây giờ cho hết cái này vào giữa này. Sắn một gấu nữa đi chị ạ. Một gấu nữa đi chị ạ. Quấn cái lá cải nó xanh nhất. Quấn nào, con lấy hết cái này đi không? Quấn. Con nhìn cả cây đi. Chíp từng lá một đấy, lật từng lá một lên, lá nào chíp xong thì lại lật lên chíp lá dưới. Là một mặt rồi một lá. Đúng rồi, mỗi lá một mặt thôi. Đấy. Cái đấy xong rồi lại lật cái đấy lên, lên tay sang tay trái cầm. Lật cái lên tay trái cầm lại chíp cái dưới. Được rồi, Hải xong rồi. Đấy, Hải quận vào cái là được. Không sao. Vâng. Quận tròn vào, quận tròn nó như là con cuội hay quận đất nặng này. Đây là con tròn cái bà quận này. Nào long cần thêm cọ hết vào của bà đấy. Nào đứng hết vào để chụp này. Cô là con ăn luôn. Cả nhà ơi, ngẩng lên đây nào. 1, 2, Suka. Gọi cứ như không nghe thấy ấy nhỉ? Chị.
Kim chi. Kim chi. Kim chi. Vâng. Nó bỏ tay đi. Anh nhìn cái đây đang nhỏ. Con bỏ ra cái kéo vào đây. Con sẽ làm kim chi của con cay nhé. Cay nhá. Bà để nó tự làm, bà để nó tự làm, mình làm mình ăn thôi mà mình làm hộ. Rồi, vâng, mọi người bây giờ mọi người làm xong rồi phải không nào? Thì xin mời mọi người bỏ tạp dề ra để đến giúp em ấy. À, sau đây thì em sẽ làm cái món thứ hai, đó là cơm mắm tẩu hủ, chúng ta mình cùng nhau thưởng thức. Cái dính mẹ, họ cơm tiếng Việt.